Vâng, Xuất Tuấn Lan lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em đam mê đi bắt ong rừng. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho các bác hai mẫu bộ quần áo bắt ong rừng, hàng phổ thông, hợp túi tiền nhất cho các bác đi bắt ong rừng chuyên nghiệp cũng như các bác mới chơi nhé. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch của shop. Để anh em mua bán vui vẻ thì các bác có thể điện trực tiếp theo ba số điện thoại chính của shop để đặt hàng. Đấy, shop em là luôn luôn là giao hàng, ship hàng qua ngành bưu điện. Anh em nhận hàng các bác mở ra kiểm tra. Đấy, đúng sản phẩm thì các bác phải thanh toán tiền. Đấy là quyền lợi của bác con nhé. Đấy, hôm nay thì hôm nay hàng lại tiếp tục về, giới thiệu cho bác luôn. Thì nhưng đây là bên em bán cung cấp cả cái dụng cụ hỗ trợ trèo cây ở bên này với nhá. Đấy, thì đây là cái mẫu quần áo bắt ong rừng. Đấy, hôm nay thì nó cũng không về được nhiều đâu các bác nhá. Hàng này rất là ít. Đấy, những ngày hết hàng nay lại tiếp tục về. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu hôm trước nhà em hết thì các bác có thể điện lại các bác nhá. Đấy, thì như có thấy là nó chỉ có một bao, một thì một bao được 6-7 bộ thôi, cũng không có nhiều đâu. Các bác nào nhanh tay thì alo trực tiếp luôn nhá. Mẫu này thì rất là bền và giá cả nó hợp lý các bác nhá. Đấy, hàng phổ thông. Nói chung là các bác đi bắt ong đất, ong bò vẽ đều được, rất là an toàn. Đấy, giá cực hợp lý. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết để các bác tham khảo nhá. Đây, giới thiệu cho bác hai mẫu này. Đây là cái mẫu quần áo bắt ong rừng, hàng phổ thông. Đây, em cắt cho các bác xem. Mẫu này bằng vải bạc nhá. Đấy, mẫu bằng vải bạc đây. Áo liền mũ, liền ủng, liền răng tay nhá. Đấy, liền ủng, liền răng tay, vải bạc, liền găng tay, liền mỹ mặt thôi nhá. Đấy, liền mũ luôn, liền đầu luôn. Mẫu này thì giá cực hợp lý để mua bán vui vẻ, các bác điện trực tiếp thôi nhá. Vì bây giờ anh em trên cũng rất nhiều cơ sở bán hàng, các bác mua ở đâu cả mà uy tín thì các bác mua. Đấy. Đấy, còn thực tế là bên em mình những cái đồ này thì bán khá là nhiều từ năm ngoái đến nay các bác nhá. Đây. Đây là trên mặt của nhá, có một cái tấm tiền in Meca. Đấy, hai tai, hai ô thoáng. Đây, cái mẫu này thì nó là bằng bạt ô tô dày nhất trong các dòng quần áo bắt ong rừng các bác nhá. Mẫu này thì bên em đang bán là giá cực hợp lý. Đấy, để biết thêm chi tiết về giá các bác điện trực tiếp. Đấy, mẫu này thì bên em không có nhiều đâu. Đấy, đây giá. À, đây là cái liền chân, liền ủng không nhá. Đấy, tất cả là liền ủng hết luôn nhá. Đấy, liền ủng hết. Đây, đây găng tay lần này là găng tay màu mẫu, găng tay dày luôn nhá. Đấy, thiết kế lần này găng tay dày bằng cao su nên là anh em yên tâm, rất là an toàn luôn. Đấy, nên là so với bộ kia là sẽ dày hơn rất là nhiều. Đấy, mẫu này thì em quảng cáo cũng khá là nhiều rồi. Đấy, nên là cái mẫu này bằng vạt ô tô rất là dày các bác nhá. Đấy, nên là giá này em sẽ các bác điện đến em sẽ báo giá cụ thể cho anh em. Đấy, giá lên xuống thì thời điểm đây. Mẫu này thì em thiết kế hết rồi các bác nhá. Ở đây nó đằng sau nó có một cái ô thoáng và một cái túi đựng đựng quạt gió nhá. Đấy, quạt gió hoặc là đựng pin dự phòng tùy theo bác chế. Đấy, bên em thì làm sẵn như này rồi, đảm bảo cho bác luôn chất lượng. Đằng sau có một ô thoáng này, anh em có thể về mua pin hoặc là mua quạt gió về chế. Bên em thì cơ sở em bán khá là nhiều nên là không làm được quạt gió, em nói luôn là rõ là bên em không chế quạt gió nhá. Đấy, nếu các bác muốn chế quạt gió thì thực tế là các bác có thể tự mua quạt về tự chế. Đấy không nhá. Đây, hai mẫu quần áo bắt ong rừng, hàng phổ thông cho anh em mới chơi hoặc là các bác bắt chuyên nghiệp, giá cực hợp lý nhá. Đấy, nên là hai mẫu này anh em mua thời điểm này khá là nhiều. Còn những cái bộ mà ngoài ra thì bên em cung cấp rất nhiều mẫu quần áo bắt ong rừng khác, màu dàn di hay màu đen, có quạt gió nhá, đầy đủ các mẫu. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi. Đấy, nếu mà các bác nào đang có quan tâm về những bộ quần áo bắt ong rừng thì có thể kết bạn qua Zalo theo ba số điện thoại này để đặt hàng. Đấy, một cái em sẽ kết thúc video đâu. Xin tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem được video thì đừng quên đăng ký kênh nhé và ấn vào chia sẻ cho anh em bạn bè cũng biết. Cũng cảm ơn các bác đã ủng hộ shop trong thời gian qua khá là nhiều. Xin chào tạm biệt các bác.